Và ngay sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu luôn với cái tính chất đầu tiên của chúng ta, đó chính là làm mất màu chất chỉ thị các em nhé. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành màu đỏ. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành màu đỏ các em nhé. Chú ý cho thầy, nhớ ở đây là phải là dung dịch axit, là axit đã được hòa tan vào trong nước rồi và chúng ta cho quỳ tím vào để chúng ta thử cái sự thay đổi màu của nó khi tương tác. Và thấy rằng quỳ tím ban đầu là màu tím, sau khi tương tác xong nó sẽ hóa thành màu đỏ các em nhé. Chúng ta thử theo dõi thí nghiệm sau. Và đây cũng chính là một thí nghiệm rất là đơn giản thôi, chúng ta có thể là thực hiện rất dễ dàng ở trong các phòng chức năng, đó chính là thử môi trường axit bằng quỳ tím. Nội dung thí nghiệm của chúng ta như sau, đó chính là cho quỳ tím vào dung dịch axit sulfuric H2SO4. Chúng ta dự đoán hiện tượng đó chính là quỳ tím sẽ chuyển thành màu đỏ, các em chú ý nhé. Và sau đây chúng ta hãy xem mô phỏng. Thầy có một cốc đựng dung dịch axit sulfuric như thế này, được chưa? Dung dịch axit sulfuric là một chất lỏng không màu đấy, và ở đây để đảm bảo an toàn thì thầy Duy đã pha loãng axit sulfuric ra rồi, được chưa nhỉ? Và sẽ có một cái phần bài có liên quan đến axit sulfuric riêng, mà ngay sau cái bài giảng có liên quan đến tính chất chung, thầy Duy cùng các em sẽ cùng nghiên cứu nhé.